trao môi hôn đắp say. Hẹn mai đây tiếc yêu này phần ngất ngây. Mình dìu nhau đi Tết đời, bình yên theo sau cánh trời. Ngày mai đây thức lo nào cũng chẳng rời. Chắc chắn sẽ thành công. Tại sao một bộ óc thông minh như mình là không nghĩ ra ý tưởng này sớm hơn ta? Đúng là ai không nghĩ ra được ý tưởng này, đúng là dốt thiệt. Ủa, bây giờ mình mới nghĩ ra, vậy thì lúc trước mình ngu thiệt hả? Bây giờ mình thông minh rồi, chắc chắn mình sẽ thành công. Trà như thế này mà mở quán trà đạp đúng một ý tưởng tuyệt vời luôn. Bailey, nó sẽ là nhân viên cho quán, còn mình sẽ thuê ông Phong thiết kế theo ý tưởng của mình. Còn ông Ba và bà Trà làm khách hàng thường xuyên. Alo, tôi nghe nè. À, cái mặt bằng đó hả? Bây giờ vợ chồng bạn tôi chưa quyết định là có thuê không nữa. Ông yên tâm đi, để lát nữa tôi qua tôi nói chuyện lại một lần nữa rồi tôi báo ông nha. Trà ngon như thế này mà không chia sẻ cho bạn bè thì đúng là ích kỷ thiệt. Vậy? Ngon đúng không? Chỗ bạn bè nói thật nha, không mấy ông cứ ích kỷ tiếp đi, đừng có chia sẻ dài hết. Chài đâu mà khó uống quá. Đúng là không biết thưởng thức chè. Chè người ta thơm ngon gì mà nói không biết uống. Thơm cái gì đâu mà thơm. Quỷ. Ủa, tính xây nhà hay sao mà nhờ kiến trúc sư người ta vẽ nhà vậy? Tôi tự vẽ đó. Giỡn hoài không? Bộ mày hiện tài hả? Nhà công có thể vẽ được nhà luôn. Ghê vậy. Làm gì ngạc nhiên vậy? Bình thường mà. Trời ơi, bình thường luôn á hả? Ê, nghe nè, hai vợ chồng ba già sắp hết hợp đồng rồi đúng không? Có gì cho tôi thuê lại một tầng với giá hữu nghị nha. Không được, mình phải giữ cái quán để còn hợp tác làm ăn chứ. Ông Lâm, ông suy nghĩ gì vậy? Ờ, đâu có gì đâu. Mà sao không biết chuyện đó? À, Bailey kể tôi nghe. Nè, đừng có nói là ông đang suy nghĩ muốn cho tôi thuê bao nhiêu tiền nha. Nha. Ờ, à, thì tôi cũng tính. Ông bạn bè, ông đã đâu lấy tiền tôi đâu đúng không? Thiệt. Phong, à, ông đang nghĩ gì vậy? Dạ, làm gì mà căng dữ vậy? Ê, hai vợ chồng kia mà có hết hạn hợp đồng á, ông kêu họ tém tém bớt đi, tôi thuê một phần, chắc giá nó cũng đỡ hơn chứ hả? Tôi thấy không được đâu. Sao vậy? Hai vợ chồng ông bà chưa có chắc chắn là quyết định thuê hay không. Nhưng mà nói nghe nè, để tôi qua tôi nói chuyện rõ ràng đó, rồi cái gì tôi với ông bàn chuyện này sau nha. Chịu thôi. Ba, ba đã quên là khi hết hạn hợp đồng thì cái mặt bằng quán là của con sao? Ba đừng nói ba hứa rồi mà giờ ba không có nhớ gì hết nha. Ba biết rồi, nhưng mà vợ chồng chú ba chưa có quyết định là thuê tiếp hay không. Mà con nghĩ đi, ba với vợ chồng chú ba thân tình như vậy, bây giờ ba lấy lại mặt bằng không cho thuê thì vợ chồng chú đi đâu hả? Chuyện của vợ chồng cô chú Trà ba, ba cứ yên tâm. Nếu mà cô chú muốn thuê nữa hả, ba cứ tăng giá gấp đôi, tự động cô chú sẽ không thuê nữa thôi. Ừ, rồi sẽ đi tìm một mặt bằng khác. Nhờ ba yên tâm, con cũng đã an bài hết rồi, con đã tìm mặt bằng phù hợp với cô chú rồi. Vọc. Sau khi á mà em lấy được cái mặt bằng đó rồi, em sẽ cho anh thuê.
em tốt hơn hẳn ba em nha. Với giá rất cao. Cha nào con nấy. À, Ly ơi, nhưng mà ba nghĩ giờ này ba còn nghĩ gì nữa. Ba đừng nói là ba không giữ lời với con nha. Trời, một người đàn ông luôn luôn mẫu mực yêu thương con gái, bây giờ nói lời không giữ lời. Được rồi, rồi con sẽ học theo đức tính của ba. Thôi, ba đi ra ngoài cho thoải mái xíu. Vậy là được hả? Chắc là được. Nhớ cho anh thuê giá rẻ đó nha. Bay lên trên bầu trời rồi nhẹ nhàng lời bay lên trên bầu trời cuộc đời bay lên ta bay lên cấp cấp anh cấp anh cướp vũ khí cấp anh có chồng cấp anh đâu tôi này bay đi ba tôi này ơi cái giọng quen quen. Ủa ông Lâm, cái gì mà mới vô là đánh xối xả vậy? Ai biết đâu tưởng cướp, ngồi đi. Ủa, nhưng nay bịt kính mít gì trời, quán ông bà có gì đâu mà cướp. Ê mà công nhận nó mặc đồ đẹp nha. Áo vest đẹp nè, cái khẩu trang đẹp nè, áo trong cũng đẹp luôn. Đừng có đánh tôi xong đánh trống lảng. Chị nơi cũng đẹp nè, đâu cũng đẹp, ôi đâu đâu anh cũng đẹp. Thôi đừng có đánh trống lảng nữa, tôi có chuyện muốn bàn với hai người nè. Ê, biết hết trơn hết trọi rồi. Ừ, biết cái gì? Hết rồi. Thì cái vụ tăng tiền nhà đúng không? Ủa, tôi chưa nói mà. Thôi anh ơi, tôi không ngờ là chỗ quen biết mà anh lại chơi cái trò kỳ cục như vậy. Anh biết là tôi thích cái quán này, cho nên là anh cố tình anh muốn tăng tiền nhà lên, đúng không? Mà anh đàn ông con trai đó, anh muốn làm gì thì anh tự anh làm đi, mắc gì anh phải nhờ tới tay sai của anh. Đúng rồi, bạn bè như vậy là lật lọng, là ngang ngược, là tráo trở. Ủa, tôi nhờ ai? Ly chứ ai. Cái gì? Con cũng ngờ là ba con lại tính toán nó như vậy. Chỉ vì muốn lấy lại cái mặt bần này thôi mà ba con tăng giá nhà lên gấp đôi. Ba con còn nói con qua đây nói chuyện với cô chú, tại vì ba con sợ mà ba con qua đây nói chuyện cô chú lại kỳ kèo, ba con nghĩ xấu cho cô chú như vậy đó. Ba tưởng ba cao tay hơn con hả? Cái nhà này phải thuộc về con. Đúng là con hơn cha là nhà có phúc. Phúc đòn biết. Mà tôi thấy nó chặt tôi từng khúc vậy đó. Mà cũng tại hai người hết á. Gì? Gì tại tôi? Lúc trước tôi nói là có thuê nữa hay không cho tôi biết, cứ lấp la lấp lửng ấp úng. Tôi tưởng là không thuê nữa. Ai nói là tôi không thuê? Thì lấp la lấp lửng là tại tôi có điều khó nói. Ừ. Ê, hay là ông giảm tiền nhà xuống được không? Đúng. Đi không? Hai người đúng là... Nói tóm lại là vậy nè, những gì con Ly nó nói với hai người dẹp qua một bên đi. Nghe lời tôi nói, tôi là chủ căn nhà này nha. Vậy là bây giờ ông cho thuê là không tính tiền nhà đúng không? Mờ đi, tôi vẫn tăng tiền nhà. Vậy cũng như không. Nhưng mà trên lý thuyết thôi. Làm sao? Hai người chỉ cần nói với bé Ly là đồng ý thuê lại căn nhà này với giá gấp đôi, nhưng vẫn trả mức giá bình thường cho tôi. Ủa nhưng mà làm vậy làm chi vậy? Không hiểu luôn. Nói chung là hai người không cần biết lý do, nhưng mà tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Hai người nhường cho tôi hai cái tầng trên. Vậy thì tụi tôi cũng có điều kiện. Đúng. Điều kiện gì? Điều kiện là trong hợp đồng anh phải ghi rõ ràng cho mướn nhà trong vòng 10 năm không tăng tiền. Đúng rồi. Được. Và với lại một điều kiện nữa. Đúng. Là giảm nửa số tiền thực tế. Chứ gì nữa, tại vì anh lấy 2 tầng rồi còn gì. Chính xác.
được không? Ờ, được. Yeah! Hiệp 1 của cuộc đấu thầu căn nhà nghìn tỷ sẽ được phép bắt đầu. Nè chị, lui về chị. Nè, hơi lố rồi nha chị nha. Cái này á là đấu thầu nhà cửa chứ không phải là đấu trường nha. Trời đất ơi, không cần ring girl. Mà ring girl người ta là 3 vòng đầy đủ, còn chị là 3 vòng không hề có. Bức tường thành vĩnh cửu. Không cần phải để ở đó, người ta cũng biết là vòng 1 rồi. Em chỉ muốn làm cho kịch tính hơn thôi mà. Khó khăn quá. Ngu cậu cổ khuyết tật. Thôi, mọi người tập trung đi. Mọi người, con gái tôi đã được tôi lỡ ủy quyền cho quản lý căn nhà này rồi. Bây giờ theo yêu cầu của bé Ly, tiền thuê nhà sau khi hết hợp đồng này sẽ tăng gấp đôi. Vợ chồng hai người có ý kiến gì không? Tôi khổ lắm. Thấy bề ngoài ăn mặc sạch sẽ dễ thương vậy thôi, nhưng mà vợ chồng tôi nghèo lắm, không có tiền mà thuê cái căn mà nhà mà sang trọng như vậy đâu. Công nhận chồng Diễn hay quá. Nó tâm lý nó chưa vô nhưng mà chị cũng được rồi. Đúng rồi, vợ chồng tôi nghèo lắm, cắt cụm từng đồng từng cắt. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, tiền đâu mà lên gấp đôi gấp ba. Con thương cô chú á, cho nên là con đã an bài hết rồi. Quyết định vậy nha, cô chú không thuê mặt bằng này nữa đúng không? Thì con đã chọn cho những cô chú những cái mặt bằng phù hợp hơn, hợp với giá tiền hơn, sạch sẽ hơn, cũng hợp phong thủy hơn nữa. Cô chú tham khảo nha, xong rồi chuyển đi sớm giùm con. Chồng gì? Nó coi thường vợ chồng mình kìa chồng. Nó kêu mình kiếm mặt bằng khác đúng không? Ừ. Mình tin làm mặt rỗ đúng không? Hả? Hả? Bây giờ muốn làm sao? Tăng đúng không? Cứ tăng thoải mái. Anh đây tiếp hết. Anh cân tim. Vậy là cô chú đồng ý đúng không? Vậy thì con sẽ tăng giá nhà lên 2,15 lần. Trời, 2,15 lần là gì? Mèo. Muốn chơi đúng không? 4,30 lần. 4,30 lần. Ừ. 4,30 lần hả? 4,30 lần. 4,35 lần. 4,35 lần, chuyện nhỏ luôn. Mình coi em đấu nè. Đấu đẹp. Trời ơi, bây giờ là 8,90 lần. 8,90 lần hả cô? Ừ. À, dạ được rồi ba. Thôi con không cần nữa, con thấy cái hợp đồng này quá ngon rồi. Ba, hãy tiếp tục cho cô và chú thuê nhà này nha. Tại vì đại đồ có giá quá rồi ba ơi. 8,90 lần hả? 8,90 lần, lấy tiền mắc lên ba, lấy tiền nhiều lên. Hợp đồng này hời quá ba ơi. Con không cần mặt bằng này nữa đâu. Vậy con đồng ý hả? Con đồng ý. Mặc dù là con không có cần ba ủy quyền cho con cái mặt bằng này nữa, nhưng mà con sẽ lấy khoảng 50% trong cái hợp đồng này. Tại vì hợp đồng này ngon quá mà. Cảm ơn cô chú nhiều, cảm ơn ba nhiều. Chúc mừng, chú ba và chị Trà là người thắng thầu. Sao tính qua tính lại cuối cùng vẫn lỗ là sao trời? Tiền cho thuê còn có một nửa, lấy đâu bù cho bé Ly đây? Ông Lâm, bé Ly gói nhà không? Nó đi đâu rồi? Đi đâu rồi hả? Ê ông Lâm, bây giờ tôi thuê nhà từ ai đây? Cho thuê hay không cho thuê, không thuê hay thuê, nói một lời đi. Không thì tôi đi tìm chỗ khác tôi thuê à. Mà nè, ông thuê làm cái gì? Giá bao nhiêu? Thuê để mở rộng studio ra. Bữa giờ khách hàng quá trời luôn, mà mỗi lần ra phim trường tôi thấy tốn tiền quá, nên tôi thuê hẳn một căn, lộn, một lầu thôi, để làm cái studio. À, giá khoảng 7-8 triệu gì đó, ông thấy như sao? Được, tôi sẽ cho ông thuê. Ừ. 8 triệu một tháng, khỏi cần cọc. Ngon à, thiệt không á? Thiệt. Ok, duyệt. Ừ. Hay. Tôi biết mà, tôi chọn bạn không có lầm. Bởi ẩn sâu trong con người ông vẫn còn cái sự vị tha, tốt bụng, lòng thương người gì đó. Anh Phong. Nha. Yeah. Nếu anh muốn thuê nhà thì thuê từ em. Em sẽ cho anh thuê nhà, không cần cọc. Nếu mà cái hợp đồng lâu dài 6 tháng đầu em giảm cho anh mỗi tháng 1 triệu.
Thiệt không? Đương nhiên. Hay quá. Con ông có bộ tốt bụng hơn ông á nha ông Lâm. Ê Phong. Hả? Sao mà lật gì mà như là bánh tráng vậy hả? Không lật khác làm sao. Rồi bây giờ tóm lại, tôi thuê từ ai đây? Từ em. Lì. Chú ba thắng thầu thì phải thuê từ ba chứ. Mọi chuyện đã thay đổi rồi ba. Cái gì cũng có lý do của nó hết. Tất cả mọi chuyện đó là do ba con quyết định. Cô với chú là chỉ làm theo thôi. Đúng không anh? Đúng không? Ừ. Ừ. Đúng rồi. Nếu mà cô chú đã quyết định làm như vậy rồi, bây giờ cô chú nói với con làm gì nữa? Vậy thôi cô chú ngồi à, đá lông nheo nhướng mày với nhau tiếp đi nha. Con đi về đây. Ai. Cô chú cắn rất lương tâm. Cô chú là không muốn ảnh hưởng tới cái đức sau này của con của cái. Không có muốn gì cái chuyện này mà cha con giận nhau. Đúng không anh? Đúng không? Đúng. À, ui da. Gì vậy em? Em bị cắn rứt luôn. À cha. Anh bị gì vậy? Anh bị giày giò. Trời ơi. Vậy là bây giờ hai người cắn rứt như giày giò đến độ trả mặt bằng quán lại cho con đúng không? Không có, cái này là kêu là nhường thầu lại cho con thôi. Với điều kiện là con phải gìn giữ và chăm sóc cái quán này thì cẩn thận nha con. Hứa nha con. Gió đã đổi chiều rồi ba thương yêu. Tôi không ngờ á, bạn của tôi toàn là vận động viên không. Ủa, vận động viên môn gì không? Môn lật kèo đó không Phong? Ồ, vậy thì ba cũng là vận động viên môn lật kèo đó. Ba cũng xài chiêu đó với con còn gì. Thì ba, ba cũng tính làm ăn thôi mà. Thì ba cứ làm ăn đi, nhà mình còn bao nhiêu lầu, còn cái chợ với hai lầu nữa mà. Ê, anh thuê một lầu rồi đó nha. Ừ. Vậy là con quản lý một lầu, còn hai lầu chơi là ba gì sử dụng được đúng không? Dĩ nhiên. Ông Phong. Hả? Tôi có tưởng con gái tôi nó tính toán với tôi. Ai ngờ nó còn biết nghĩ đó. Ba cảm ơn nha. Có gì đâu mà ba cảm ơn con. Cứ đúng tháng ba chuyển tiền vào tài khoản của con là được rồi. 6 triệu mỗi lầu trên một tháng nha ba. Trời giúp mình rồi chồng ơi. Trời thương mình hiểu không? Thì đó. Ở hiền thì gặp lành thôi. Đúng như vậy. Nhưng tất cả là nhờ cái gì? Đó chính là nhờ cái cống. Nhờ ông thần cống. Hay quá. Lát hồi mình phải đem lễ vật ra mình cúng ông thần cống. Ừ. Cảm tạ ông. Em mà anh thấy nè, tự nhiên mình sang quán rồi mà mình còn ăn thêm tiền sang tay nữa, tôi kỳ quá không? Em thấy vậy là bình thường, đúng không? Thứ nhất, mình đâu có ép Melly. Không hề ép. Ừ. Tự nguyện. Ừ. Thứ hai, mình phải biết nghĩ cho vợ chồng mình chứ. Lỡ như sau này mình ra khỏi quán, mình phải thủ một mớ tiền để mình chi tiêu. Ờ ha, nhắc mới nhớ. Ê, bây giờ mà sang quán rồi hả, vợ chồng đi đâu về đâu đi em? Bữa giờ, quên. Lo suy nghĩ vụ cái cống mà mình quên cái vụ chỗ ở ấy ta. Thì tối ngày cái cống quay. Khoai cao đó không? Khoai cái vụ cống. Nhưng anh cũng khoái con Ly luôn. Khoai, mắc gì khoai con Ly? Không, tức là mình bị mình ấy. Đúng không? Chứ phải phái nó. Nhờ cái cống mà mình giải quyết được cái Ly. À... Cái cống. Thì ra là vì cái cống. Anh ơi, anh đã kêu người đến rửa cống cho Ly chứ anh? Anh đã kêu rồi mà không biết thợ chừng nào tới nữa, lo quá đi. Thiệt là hư lắm nha. Cô chủ ơi, mình không cần phải diễn nữa đâu. Tại vì con đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Biết gì? Biết gì? Con biết hả, là cái cống đã bị hư. Tại vì chị Quỳnh qua nhà con đi vệ sinh nhờ. Cái gì? Thì ra là con Quỳnh nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Ủa là sao? Là con Quỳnh nó phản bội hai đứa mình đó. Phản bội gì? Anh thấy cái đó là nhu cầu bình thường, có đâu phản bội. Nhu cầu cái gì? Thì nó không có bên đây, nó qua bên kia nó đi nhờ. Thôi đi anh ơi. Hồi sáng nay, nó nói với em là nó đau bụng. Rồi nó xin em 10.000 để nó đi toilet công cộng. Cuối cùng, nó đi thông cống cho con Ly. Thôi, cái chuyện này là chuyện nhà của cô chú nha. Mình giải quyết chị Quỳnh sau nha. Còn bây giờ, hôm nay,
con qua đây để xin tiền sang tay. Ở đâu ra? Tiền của con. Tiền của con nhưng mà bây giờ là của Trà. Nè, đưa tiền cho nhỏ đi. Cái tiền mình lấy nó không đủ sửa cống kìa. Tội nghiệp đó. Nè nè, anh đừng có lanh quá chứ. Đi đâu à? Tiền gì? Tiền thì tiền của con. Tiền của con hồi nào? Tiền của Trà. Làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Tiền. Tiền của ai? Tiền của nó. Anh. Đưa đi. Không. Con cảm ơn cô chú. Tiền là tiền nhiều khi không mà có. Tiền là tiền nhiều lúc cũng có nhưng không. Hai người nhỏ con của hơn. Tôi thấy á. Ly. Hả? Để tình trai con. Con cho ba thuê một tầng nha. Ba thuê một tầng hả? Ừ. Ba. Máu đam mê làm ăn trong ba nó còn nhiều không ba? Còn chứ. Nói gì nói, ba vẫn muốn mở quán trà đạo với một cái hội quán âm nhạc. Ba, con nghĩ kỹ rồi. Con là con gái của ba á. Mà mấy bữa nay con làm như vậy thì kỳ cục quá. Thôi bây giờ ba cứ lấy mặt bằng. Rồi ba thực hiện ước mơ của ba đi. Miễn sao ba chăm sóc cái quán này thật tốt là được rồi. Con đồng ý hả? Con gái của ba là một người rất là ngoan ngoãn. Rất là hiền lành. Rất là lễ phép. Rất là biết điều. Cho nên là ba cứ sử dụng cái quán này đi. Rồi ba chăm chút cho quán á. Xong rồi ba chỉ cần cho con một lầu ở trong quán này thôi. Không có cần chi chác gì hết trơn á. Chuyện nhỏ. Ba của con rộng lượng mà. Ba là nhất. Anh Lâm, nếu như anh rộng lượng như vậy thì anh có thể cho vợ chồng tôi tá túc ở đây được không? Tại vì bây giờ không biết dọn đâu hết. Với lại mỗi lần dọn nó cực khổ lắm. Anh đã chăm chút cái quán rồi thì anh nhớ chăm chút cho chót nha anh. Ủa? Bộ có chuyện gì sao thấy, thấy ai cũng cứ găm găm cho cái vụ mà chăm chút cho quán vậy? Có chuyện gì không? Đâu có gì đâu ba. Mình yêu thương cái mặt bằng này thôi mà. Yêu thương, yêu thương. Yêu thương thôi ba. Không có gì thiệt hả? Có gì đâu. Sự công tới chủ nhà ơi. Trời ơi, sớm không tới, muộn không tới, tới ngay lúc này vậy trời ơi. Thì ra là cái cống. Có chị tên Quỳnh đó, gọi cho em tới đây để sửa cống anh. Nghe nói cống ở đây rất là nghẹt. Mà nghẹt nặng tới nỗi mà bây giờ ai cũng đùng đẩy á. Người chủ nhà, người thuê nhà đùng đẩy cho nhau. Để em làm việc với ai ạ? Thuê chủ nhà đây nè. Trời ơi, có sửa cống thôi mà cần gì mà chi tiết như vậy không trời. Cái gì? Lại là con Quỳnh nữa hả? Trời, cái con nó này. Tôi sửa xong rồi, tôi mở quán trà đạo mà thành công nha. Tôi không cho ai uống hết. Tôi nghe nè. Ông yên tâm đi. Tôi giải quyết xong hết rồi. Cái khó khăn nhất á là cái mặt bằng á, tôi cũng giải quyết được mà. Cái gì? Ông không làm nữa hả? Sao được? Alo. Ủa? Phong. Hả? Nói nghe nè. Bây giờ tôi sửa nhà xong rồi, ông muốn thuê phòng nào cũng được, giá bao nhiêu cũng được, miễn ông thuê được. Thôi khỏi. Giờ tôi điều chỉnh lại văn phòng tôi rồi, nên giờ khỏi thuê. Bây giờ tôi sẽ sửa lại đàng hoàng hết luôn. Mấy người thuê lại nha. Anh có muốn thuê lại không anh? Để suy nghĩ cái đó. Mặt bằng bây giờ nhiều cái nó rẻ mà nó rộng quá. Để suy nghĩ. Em thích Ly. Và em biết cô ấy cũng thích em. Còn việc anh có tham gia hay không thì em cũng sẽ tự tạo cơ hội cho chính bản thân của mình thôi. Hay là... Em ơi là em. Thì sao gì em anh phải nặng lòng như vậy chứ. Em có biết được tình cảm anh dành cho em là nhiều lắm không? Thấy em đi với người khác vui vẻ bên họ, lòng anh đau biết chừng